Chào anh em, thì sau thành công của video hướng dẫn làm trứng ốc lần 1 á, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn một cái công thức cải tiến mới của trứng ốc. Thì vẫn là những thành phần cơ bản, ví dụ như là đậu xanh cà vỏ đã luộc rồi, nấu rồi. Thứ hai là rau cải gì cũng được, nói chung là các loại rau các bạn có thể sử dụng thêm bí đỏ, cái bất cứ loại rau cải nào mà ở nhà các bạn có để bổ sung vitamin. Thứ hai là tỏi là dùng để tăng sức đề kháng cho cá. Nên là tảo thì mình sử dụng là tảo bột luôn để mình đỡ phải mất công xay. Thì tảo bột này sẽ cung cấp khoáng chất, những cái khoáng vi khoáng vi lượng cần thiết cho cá. Nên là sữa thì mình sử dụng sữa bột, mình cũng sử dụng sữa tươi nữa rồi. Và hai loại mới mà mình sẽ bổ sung đó là Nutrivo, đây là cái kích thích tăng trưởng cho cá. Đây, ở đây có những sử dụng, đây là cái đây, công dụng là thúc đẩy sự tăng tế bào, nói chung là kích thích sự thèm ăn của cá, nói chung là kích thích tăng trưởng. Cái thứ hai là Nano 9500, cái này là khoáng. Khoáng này thì công dụng sẽ như là giống như một cái loại kháng sinh tự nhiên để bổ sung các vitamin và tăng sức đề kháng cho cá. Thì mùa này thì rất là dễ bệnh nên mình sẽ bổ sung thêm cái này. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tiến hành làm. Trứng thì mình sẽ tăng cái lượng, ví dụ như là một phần rau củ xanh và một phần trứng, và tỷ lệ nó bằng nhau để cho nó không quá hoảng cũng như không bị quá khô cứng. Oh.
khoảng 1 gram thôi. Rồi, bây giờ xong rồi mình đi hấp. Rồi giờ hấp khoảng 30 phút. Đây, đây là cho các bạn, đây là thành quả sau khi mình hấp khoảng 30 phút. 30 phút là tính từ cái thời điểm mà nước trong cái nồi hấp đã sôi rồi thì mình hấp 30 phút. Còn nếu như tính thời điểm mà mình mới bắt cái nồi nước lên trên bếp á thì là khoảng 45 phút. Thì các bạn nên hấp lâu chút để đảm bảo cho trứng nó chín, đặc biệt là những bạn đựng trong những cái hấp trong những cái vật liệu mà nó dày như là hấp trong tô hay là chẳng hạn. Mình thì mình hấp trong cái sửng hấp cho nên nó trải đều, nó mỏng. Thì cái trứng hấp lần này nó khác với cái trứng hấp lần trước ở chỗ là mình có bổ sung thêm một số cái thuốc để giúp cho cá nó tăng sức đề kháng cũng như là kích thích tăng trưởng cho cá. À, đồng thời cũng có bổ sung thêm tỏi để cũng là giúp để tăng sức đề kháng. Thì mong rằng cái video này sẽ giúp các bạn có được một cái món ăn thật là nhiều dinh dưỡng và giúp tăng sức đề kháng cho cá trong cái mùa mưa bão này. Mùa này là mùa cá rất là dễ bệnh. Còn đối với những bạn mà không có thời gian thì có thể inbox với mình để khi nào mình làm luôn cho các bạn. Thì mình cũng có làm thì một cái chén nhỏ là mình bán với giá khoảng 15.000. Các bạn nào cần thiết có thể inbox với mình để mình làm luôn. Và khi nào làm có thì mình sẽ inbox các bạn qua lấy. Chứ cái này là hàng không có sẵn, hàng phải đặt trước nha. Ok, rồi video tới đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.